Trong dân gian có câu, không yêu tuổi Tý, không lấy tuổi Dần, không gần tuổi Dậu. Vì sao lại như vậy? Trong đời sống văn hóa của người Việt, chuyện yêu đương và kết hôn là một việc đại sự, nên nhiều người thường lựa chọn rất kỹ lưỡng và thường xem tuổi của đối phương. Ngày nay thì vấn đề này không còn quá nặng như trước đây, nhưng vẫn có nhiều người quan niệm về những lựa chọn này. Một trong số đó phải kể đến câu nói trong dân gian là không yêu tuổi Tý, không lấy tuổi Dần, không gần tuổi Dậu. Về quan niệm không lấy tuổi Dần thì trong dân gian trước đây tồn tại một tâm lý e dè trong việc kết hôn với phụ nữ tuổi Dần. Về can chi thì tuổi Dần đi cùng với năm can là Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần và Nhâm Dần. Dân gian xưa cho rằng 4 trên 5 tuổi này mang mệnh vất vả vì canh cô mậu quả. Hay như câu nói, trai nhâm đinh quý thì tài, gái nhâm đinh quý qua hai lần đò. Hai lần đò đây nghĩa là tình duyên lận đận, dễ chia ly, đứt gánh giữa đường. Những quan niệm này một phần được đúc rút từ kinh nghiệm dân gian cho rằng những người thuộc các can chi đó cuộc đời sẽ khó khăn, trắc trở, tình duyên lận đận. Theo nguyên lý âm dương ngũ hành thì can giáp, mậu, canh, nhâm thuộc vào hành dương, tuổi Dần cũng thuộc hành dương. Do đó tất cả năm tuổi Dần đều mang tính dương, vốn là đặc tính của đàn ông. Nên phụ nữ khi mang tuổi dương, can chi cũng dương thì tính cách lối sống nam hóa hơn. Hay nói một cách khác, đó là những người phụ nữ này quá mạnh mẽ, độc lập, cá tính và khác biệt. Vì thế phụ nữ tuổi Dần bị hiểu lầm là hung dữ, cao số, lấn át chồng, khiến cho hôn nhân không hạnh phúc. Trong quan niệm dân gian thì Dần đứng thứ 3 trên 12 con giáp. Người tuổi Dần nổi bật là mạnh mẽ, dũng cảm, lanh lẹ hơn người, không chịu khuất phục trước người khác. Tuổi Dần hội tụ tính cách của nhà lãnh đạo, thích chỉ huy, khát khao được đứng đầu. Vì thế người tuổi Dần có tiếng nói trong gia đình và ngoài xã hội, tuy nhiên cũng dễ có tính gia trưởng. Trên thực tế thì không phải người tuổi Dần nào cũng mang những đặc điểm giống như kể trên đây, mà đây chỉ là quan niệm thôi. Vì có rất nhiều người tuổi Dần hiền lành, thùy mị và tuổi nào cũng có người nọ người kia. Còn về không yêu tuổi Tý và không gần tuổi Dậu thì mình chưa tìm được câu trả lời. Rất mong anh chị em nào biết điều này có thể đóng góp thêm. Nhưng trên đây chỉ là quan niệm dân gian, ngày nay nó không còn phù hợp nữa. Vì không yêu thì chỉ có sống một mình, mà chắc gì người ta đã yêu mà lựa.